Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Các bác ơi, hôm nay em lên nước bác một em họa mi mình củ đậu các bác nhé. Đấy, bóng bộ rất là đẹp luôn, họa nét anh em nhé. Em này có chim đấu thì sẽ xòe các bác nhé. Chim thuần khoảng tầm 90% rồi. Bóng bộ đầu mặt đẹp, dáng dấp ok anh em nhé. Đấy, đuôi xòe anh em ạ. Anh em nào mà bộ kết em họa mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé các bác nhé. Em này thì chim khoảng tầm 25 lồng. Anh em về anh em nuôi nhẹ nhàng là sẽ rất là ok luôn các bác ạ. Bây giờ em sẽ zoom vào đầu mặt cho các bác xem nhé. Và lát nữa thì sẽ mời các bác lắng nghe giọng hót của em nói các bác nhé. Lấy nét vào buổi chiều nó hơi khó anh em ạ. Đây các bác nhé, đầu mặt rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, chân nó đây anh em ơi, chân nó đây nhá anh em nhé, chân khô luôn anh em nhé. Con này vận chuyển về không may đuôi nó hơi tư tư một tí anh em nhé. Đấy. Đấy, chân khô luôn anh em này. Đấy. Lông này, đầu mặt này, con này mặt đấy, chơi cánh luôn anh em ơi, chơi cánh luôn này đấy. Đấy, xin mời các bác lắng nghe giọng hót của nó nhé các bác nhé. Và xin mời các anh em xem cách chơi của nó nhé các bác nhé. Con này giọng rất dỗ, rất là ok luôn anh em ạ. Anh em mua về nghe hót thì quá là ok luôn các bác nhé. Đuôi xòe anh em nhé. Đuôi xòe trên cánh anh em nhé. Đấy, con chim rất là sung nhá, xin mời anh em lắng nghe giọng hót của nó nhé các bác nhá. Đấy các bác nhá, con chim này nó rất là ok luôn anh em ạ. Đấy, giọng rất là hay rồi nhá. Đuôi xòe đẹp luôn anh em ơi.
Con chim thái độ rất là tốt anh em nhé. Anh em nào bố kết thì alo cho em nhé. Và các bác nhá, anh em nào mà bố kết em họ Mi này thì alo cho em nhé. Bây giờ em xin phép là dừng video đây. Xin chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé các bác nhá. Con chim rất là sung luôn anh em ạ. Đấy. Có lúc xòe hết bản luôn anh em nhá. Chào tất cả anh em, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nhé. Còn chim rất đang sung luôn nhá.